chào các bạn. Hiện tại có rất nhiều người chọn các thiết bị iPhone hay máy tính bảng iPad của Apple sử dụng cho công việc học tập, giải trí của mình. Với lượng người sử dụng mới mỗi ngày tăng rất nhanh, nên nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề sử dụng xung quanh thiết bị iDevice là rất lớn. Chắc hẳn, ít nhiều chúng ta đều đã được nghe qua cụm từ jailbreak hay nhận được những câu hỏi quen thuộc như máy đã jailbreak chưa? DChannel đã từng gửi tới các bạn video tất cả những điều cần biết về iCloud và nhận được những phản hồi rất tích cực. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn video tất cả những điều cần biết xung quanh việc jailbreak cho các thiết bị iPhone, iPad. Đầu tiên, mình sẽ giải thích ngắn gọn và dễ hiểu nhất của thuật ngữ jailbreak, dùng để nói về việc sử dụng một phần mềm của bên thứ ba để có thể chiếm quyền điều khiển và can thiệp sâu vào thiết bị iPhone, iPad, cho phép thay đổi những thiết lập của hệ thống mà Apple mặc định sẽ khóa lại và không cho phép chúng ta thay đổi hay tùy chỉnh chúng. Có hai loại jailbreak là jailbreak tether, nghĩa là không hoàn toàn chiếm quyền để sử dụng được, chỉ là giải pháp tạm thời với nhược điểm là khi máy bị tắt thì thiết bị sẽ không thể khởi động lại, bắt buộc phải restore. Và jailbreak untether là giải pháp jailbreak toàn diện, có thể sử dụng máy như bình thường, bật tắt máy mà không lo bị treo táo. Tiếp theo là CDA. Đây là tên gọi một kho ứng dụng của bên thứ ba, không phải do Apple phát hành. Chúng ta chỉ có thể cài đặt CDA sau khi máy đã thực hiện jailbreak. Các ứng dụng trong CDA thường là các ứng dụng cho phép can thiệp sâu và thay đổi được cài đặt hay tùy chỉnh mặc định của hệ thống. Khi thực hiện cài một số ứng dụng trên CDA nhưng không đúng phiên bản hỗ trợ thì thiết bị của bạn sẽ xảy ra hiện tượng dừng đột ngột ở logo quả táo khi khởi động lại và mọi người đặt cho nó cái tên gọi là treo táo. Để giải quyết treo táo, chúng ta cần restore lại thiết bị và sau khi restore thì máy sẽ bị mất jailbreak. Chúng ta phải jailbreak lại nếu muốn tiếp tục sử dụng các tiện ích trong CDA. Trick là tên gọi riêng của các ứng dụng trong kho ứng dụng CDA. Bây giờ, chắc hẳn các bạn đã nắm được tổng quan về các thuật ngữ thế nào là jailbreak, CDA, trick và treo táo. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện jailbreak thiết bị iDevice của bạn. Bây giờ, mình sẽ thử thực hiện jailbreak trên chiếc điện thoại iPhone 4S. Hiện tại thì iPhone 4S đang có giá bán rất tốt tại Di động Thông minh. Hiện tại, công cụ jailbreak đơn giản và hiệu quả nhất đang được sử dụng rộng rãi là Taiji, cho phép jailbreak các thiết bị từ iOS 8 cho đến 8.1.2. Các bạn có thể download công cụ tại link website mà mình đã đính kèm ở bên dưới. Đầu tiên, các bạn kiểm tra phiên bản iOS đang sử dụng bằng cách vào cài đặt, chọn cài đặt chung, chọn giới thiệu để xem và đảm bảo thiết bị của bạn đang từ iOS 8 trở lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng iTunes để backup các dữ liệu quan trọng ra máy tính hoặc là iCloud. Sau khi backup xong dữ liệu, chúng ta tiến hành tắt khóa passcode 4 ký tự. Ngoài ra, chúng ta cũng phải tắt file My Phone bằng cách truy cập vào cài đặt, chọn iCloud, chọn file My Phone và tắt định vị. Tiếp theo, chúng ta sẽ bật phần mềm Taiji jailbreak tool lên. Khi phần mềm đã nhận thiết bị và hiển thị một vài thông tin về máy, chúng ta ấn Start và đợi cho phần mềm tự động chạy. Sau khi hoàn thành, sẽ hiện ra thông báo như trên màn hình. Lúc này, chúng ta bật máy lên và sẽ có biểu tượng CDA có thể truy cập thêm các nguồn và tải các tweet về để sử dụng bình thường. Quá trình jailbreak untether như vậy là đã thành công. Có vô số những tweet hay và cho phép tùy biến sâu, nhưng mình xin giới thiệu một vài tweet dễ sử dụng và tiện dụng cho người mới bắt đầu. Đầu tiên là AUSO3. Tweet này có mặt miễn phí trên nguồn cda.vn. AUSO3 có thể tùy chỉnh chuyên sâu với nhiều chức năng. Tuy nhiên, sau khi cài đặt tweet này thì mặc định các bạn có thể vuốt từ phía mép dưới bên phải để trở về màn hình home, vuốt từ dưới ở giữa lên để truy cập đa nhiệm. Đặc biệt trong phần đa nhiệm này thì khi vuốt màn hình home để đóng ứng dụng thì tất cả các ứng dụng sẽ được đóng, rất tiện lợi thay cho việc phải đóng từng ứng dụng. Vuốt từ phía dưới lên trái, đồng thời giữ tay và di chuyển qua lại nhanh giữa các tab. Tiếp theo là Bytaphone. Tweak này cho phép chúng ta thay đổi toàn bộ phông chữ mặc định của máy. Thay đổi này giúp thiết bị của bạn đỡ nhàm chán hơn khi các bạn đã quá quen thuộc khi dùng phông mặc định của máy. DockShift là tweak có chức năng chính là làm trong suốt thanh dock 4 icon chính phía dưới cho cảm giác màn hình iPhone đồng nhất hơn. Tiếp theo là Barrel, một trong những tweak giúp chiếc iPhone của bạn độc đáo, lạ mắt hơn bằng việc cho phép thay đổi hơn 20 cách chuyển trang khác nhau, rất thú vị. Và một tweak nho nhỏ khác mà mình muốn giới thiệu đến những bạn mới bắt đầu jailbreak máy là Swipe Selection. Khi các bạn đang soạn thảo văn bản hay nhắn tin, thay vì dùng ngón tay giữ trên ô nhập liệu để tinh chỉnh thì các bạn có thể vuốt bất kỳ đâu trên bàn phím để chỉnh sửa văn bản rất nhanh và tiện. Mình đã hoàn thành video tất cả những điều cần biết về jailbreak. Hy vọng qua video này các bạn có thể nắm rõ được như thế nào là jailbreak, những thuật ngữ như CDA, trick, treo táo, cách thực hiện jailbreak và một vài trick hay dành cho người mới. Hiện tại giá bán các sản phẩm iPhone tốt và chất lượng nhất các bạn có thể tham khảo tại website didongthongminh.vn để chọn cho mình một thiết bị ưng ý. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn hãy share video và subscribe channel của Di Động Thông Minh. Xin cảm ơn.